Ủa mà sao Để cái cái chỗ máy nào cho chỗ bác Cầm với chỗ ông Thơ Quang ở sao gần nhau quá vậy? em đặt cái rồi. thì gần cho nên việc đó nó cứ chạy chạy quá hoài à. Tôi thấy rõ ràng Trời ơi, ở đây, nhìn ở đây nó thanh bình đến một mức độ hầu như là đúng rồi, mình lão phải Thơ nói cái Quang điều xâm nhập này bất hợp pháp sao dần dần là quá. đi Họ có đem chú chiên qua không? chú chiền. Ồ, nghe chú chiền đã. Không, giờ mua giùm. Thì ở đây tất cả mọi người dân, kể cả người giàu cũng như người nghèo ha, họ có một cái lối sống rất là ung dung tự tại Trời ơi, ta hai cha con, hai cha con ta cách nhau có cái càng không ơi, làm rồi. gì Cách vậy? nhau cái Thôi đi mua bò đi. Ồ, đã Chứ đi mà mua ông ơi, bầu chơi thì chơi nó chơi nghe mình qua đã đây lắm. làm gì? Trời, Trên đường đi ghé chơi. nghe Hả? kiểu này Trên đường đi có chơi đi, con đi, con đi nghe ra, mới ra Dinh Độc Lập, mới ra Dinh Độc Lập con đặt cho bố 5 lít rượu nếp gốc. Đó, được chưa? Đó, con đặt cho bố 5 lít rượu nếp gốc, rồi rượu nếp đàng hoàng, nước nước nhất đàng hoàng tại Dinh Độc Lập, cổng sau Dinh Độc Lập. Mới đi ra nó rồi đặt chắc chủ rượu nhật hoặc ngay là thứ hai có hàng 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 nhập rượu kho, rượu hàng nó sẽ ngay đu tràn về đây. rượu Đó, đó. rượu ngay Dinh Độc Đó, Lập giờ luôn đang á, luôn ghê đồ má ghê vậy. vậy. Em đổi đổi cái này giùm coi. Mọi người thấy 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 Dương Đình Viên ông nội uống rượu ghê không? Đã uống rượu nếp nhất mới chịu nha, nếp nhì không có chịu. Ai biết Cái tao đưa tiền này, cho nó đi mua vô. cái này mà trưa trưa gom lại, trưa Không mua thôi hả? Nó không mua hả? nó mua Cái rồi này về nhà sau. mà trưa Cái trưa gì bị gom cắt lại nhiều vậy nè, nào quay rồi ở lên ngoài thì trời mưa rồi nữa, có trời mua mưa mới đã. không mua gì vậy Bởi vậy Hình như nó là chưa ông mua gì đang ở vậy, Tân nó Tân nói Bình bà hả? nội Ở quay làm gì gì đó, Gò Vấp. gọi giáp gọi giáp gọi giáp gọi Đi giáp gọi giáp mua trộm à, đi đâu mai mai nó lên mai Ủa, đợt này bác về bác không có về lên Thủ Đức à? có chứ, ở Thủ Đức mới xuống ngày hôm qua. Ồ. Với lại ngày hôm qua tao đã đi chích mũi thứ nhì rồi, À, chích nữa hả? chích vô cái vụ khô khớp á, Ok, giống như đợt trước chứ gì. ba năm rồi, từ lần bác trước bác chích lần rồi. bác về Thủ Đức, cái nhà có phải cái nhà mà Đây đợt là vừa con rồi ba mà nhà con tới con con rước bác mới không? không, nhà đó tôi sợ quá tao không dám tới nữa. Nhà Đụng đi gần cái đám đó sợ tao tao đụng quá sợ quá, à. tại vì tôi cũng không phải ghét thương ai gì đâu, nhưng mà có điều nó có những chuyện mà mình nó xảy ra ngoài ý muốn mình á, mình cảm thấy là mình sợ về đó, mình không không dám đi nữa, nhưng mà gặp nhau tâm sự chú cháu con cháu bác này kia thì ok, nhưng mà đừng có làm những chuyện mà bác bị năm 2019 rồi đó, thấy cái chuyện đâu trên trời. Tao có nhiều buồn cười, mình không chắc luôn, có điều mình không thích được. Ok, mình chỉ nói vấn đề thôi bỏ vô đi, mình chỉ nói là vấn đề là ngay tới giờ cách đây cũng khoảng khi sự việc xảy ra khoảng cũng 3 4 bữa nay, thì mình thấy cái buồn cười ở cái chỗ là mở giờ mình thấy là đúng là cái thúy đúng là ba xạo thiệt, nói là cái gì nó nói cũng được à, cái gì nó bẻ cũng được, cái gì nó nói cũng được nhưng mà đặc biệt cái chuyện này nó không có gì nó nói đồ nó buồn cười ghê. Thì tao bầu là tao viết cái status rồi, tao viết cái status rồi mà không có thằng nào trả lời hết trơn á, đồ quá lấy cười quá. Có ông nào mà bà nào mà tôn thờ của đất nước Mỹ thì làm ơn nên đi biểu tình giùm, để kêu gọi Đúng người ta đi biểu rồi. tình để mà đòi Đúng rồi, đi đó. gọi là đòi lại quyền sống cho người dân Mỹ, mà nhất là các em thiếu nhi chưa biết gì. Ô, bà chết một cách oan uổng mà thê Mà bác thê thấy thảm không, thê lương quá. thường thường á mấy cái vụ mà người lớn á, bắn nhau đồ này kia hay là chết chóc gì á, thì mình không nói, còn cái này là con nít, Mình không nói cái này là đúng rồi. con nít nhỏ, nó rất là ngây Chân thơ vô tội đúng mà nó bị giết một cách dã man như vậy, mà nỡ lòng nào nó lại im lặng, nó không nói một đúng rồi tí gì luôn, còn đúng phải rồi nể, còn phải nể thiệt, hay thiệt á. Mình nghe mình đấy, bức xúc. bởi Bác biết nó mỗi một lần á, mỗi một lần mà cái phone của con nó làm cái tưng cái làm mấy cái đúng tin tức á, của mấy cái đài á, rồi nó đưa vô mấy cái cái phone của đài con á,
mà mỗi cái, lần mà mình coi là mình thấy con, mình đau lòng á. Con cũng tao nói cái đài CNN này tao không tính, nhưng mà tao thích nhất cái đài MSNBC á. MSNBC đài đó good, đài đó ok quá. Tại mấy ok phải không? Ở nhà mình cũng có con, ai cũng có con nít ở nhà. Trời ơi. Ô bà bác biết không, mấy ngày hôm nay á, vừa xong cái vụ mới bắn gì sang ngày hôm sau. Nó gì bắn, nó bắn đâu lúc buổi sáng trưa gì là tới ngay buổi chiều đó con đi rước thằng con hả, mấy trường học vắng que, người ta chạy vô người ta bóc con người ta quá trời luôn. Cái liền ai cũng vậy thôi, ai cũng lo sợ, ai cũng lo dân chúng ở nhà thấy quản quá hả, chạy vô trường học bốc con về liền, rồi xong rồi sang mấy ngày hôm sau này cũng vậy nữa. Bà con thấy tại vì á, bác biết không, ngày hôm nay ngày mai nữa là ngày cuối cái trường học mà bị bắn á, ngày hôm nay là ngày coi như là tổng kết năm học luôn á, là đáng lẽ là ngày hôm nay là tụi nó mở party party, nó ăn uống đồ nhiều lắm á đó. Đó rõ ràng bởi sáng cấp sách tới trường vui phơi phới chiều cha mẹ mang sắc, đúng rồi. Quang Vũ đau lắm, không suy nghĩ tới thôi, suy nghĩ tới đau lắm. Có con mà con mình nuôi, mình dưỡng nó, mình cưng nó mỗi ngày mỗi đêm, đưa nó lên giường. Bác biết thằng con của con 14 tuổi rồi mà mỗi tối á lên giường, nó lên giường rồi con cũng đi tới đó, con hung nó một cái, mình ôm nó một cái đó, rồi xong rồi mình mới đi ngủ. Chào ai ơi Việt, ô má quậy quá trời luôn, cuối cùng mới được ai ơi Việt ơi. Đó, rồi xong rồi bắt đầu rồi good night nói với chúc con ngủ ngon, rồi sáng ba chở đi học nha. Rồi ngẫm nghĩ đây là mình kết cái nè, mình kết cái nè. Cái chuyện này xét tôi cùng về tính nhân đạo, về cái tính nhân đạo thì nó thuộc về dạng của mình tàn nhẫn vô lương tâm. Dạ. Nó không còn tính người nữa, nhưng mà nó còn ghê hơn là những kẻ đã từ hồi xưa hay lên án Việt Nam mình, mà bây giờ cái sự việc này nó căm như hến. Cái những kẻ này nó còn tàn ác hơn cái đám bà tàn ác hơn cái thằng cầm súng mà giết người nữa. Là bởi vì nó biết, nó thấy im. Mà nó im. Đây phải là có người là tàn nhẫn vô lương tâm không? Cái đám này là cái đám tàn nhẫn vô lương tâm nhất trên đời không? Và hãy mở miệng ra là bắt đầu nó xỉa xói cái việc nào. Đúng rồi. Nó kỳ của tụi đó đó. Thành ra việc tao bối bởi chúng nó, tao lại ông lại bà cái là mồ mã tiên chi bố tụi bay đội mồ sống dậy những cái đám đó đi, dân chủ dân gì đó, dân chủ quỷ quái gì mà tụi bay đòi hỏi. Hay bây giờ tụi bay phải đòi hỏi cho những quan hùng của những đứa em bé mà chết quan dưới bàn tay sát nhân của chúng mày đó. Tao bị bơi tụi bay là cha của nó mà, cho nên ra mày cha của cái thằng bắn súng á. Bởi vậy tụi bắn thằng bắn súng á nó ác một thì mày sẽ ác 10, mày biết và mày không lên tiếng đó rồi. Mày không phản ảnh, mày không đòi hỏi, mày không biểu tình, mày không có dựng ngược, mày treo hò, mày chửi cha tôi lên, mày chửi cha nước Mỹ lên, tại lần sau này kia, mày cướp đi sinh mạng của đứa trẻ vô tội. Đó, đó mà... là những cái mà tao cần nhắc, tao nhắn gửi tụi bay. Dạ. Rồi, ê, kêu ai ở Việt lên chơi đi. Dạ. Hà Tĩnh nè. Bà biết sao cái bữa đó nó bắn gì, nó bắn xong cái gì là sang ngày hôm sau là ở Houston á, nó chụp một thằng nữa liền đem cây súng vô trường học. Đúng rồi. Ô mà đem cây súng vô trường học mà thằng nó cầm cây súng vô mà không có đạn, quá hên. Cái không biết sao á, chị Hồng lúc mà bắt được nó lấy ra cây súng á, không có đạn. À. Cái đó mình nói chút xíu chỗ này nữa. Thì tao quay tao nghe cái đài Kali Today thì có con Hương Giang nó sẽ nói là mày biết không phải hôm nay mà cách năm 2012 khi ở đâu bang gì ta, ở bang chợt sẽ ăn phải bang gì mà đã mà nó xả súng nó cũng giết cho trường học. Thì cái một cái ông thượng nghệ sĩ ông họp đây, ở đây là tao không phản bác vấn đề quyền bắn súng là quyền bắn súng là quyền, tao không cần biết, nhưng người ta đã lên tiếng, người ta yêu cầu phía bên Cộng Hòa thông qua một cái nào được kiểm soát súng. Ở đây không kiểm soát súng là gì, kiểm soát súng có nghĩa là làm khắt khe lên để cho cái sự giới hạn của cái súng ít tới người dân, những người nào bảo đảm là người đó không bị tâm thần, không bị này bị kia để thấy vậy, nhưng mà nó không có lơ, nó không có thông qua. Và cái ông đó ông nghe nói là ông quỳ xuống và ông chắp tay, ông quỳ hai tay hai chân luôn đó, mà thượng nghị sĩ đó nha, đó mà phía bên Cộng Hòa vẫn làm tin bỏ qua được. Yeah. Thì có nghĩa rằng thì có ở Colorado đúng rồi, thì có nghĩa rằng họ đã bỏ qua sinh mạng của dân dân họ, và cái đồng tiền
và cái hội mà súng của nước Mỹ nó mạnh quá nên cho nên bị đó nó coi nó dẹp quan bên luôn. Thì và cái thống cái thống kê á, và năm 2021 tôi mới đưa ra là 41.000 người chết vì súng đạn của nước Mỹ. Yeah. Mà thấy kinh khủng chưa? Yeah. Bác biết sao không? Cái vụ bắn này nè, cái vụ này nè là mấy ngày hôm nay á, nó không phải mấy ngày hôm nay, cái tụi mà hiệp hội súng trường á, cái tụi mà đúng rồi, NOA á, nó coi về súng đạn đồ đó, cái tụi hiệp hội súng trường á là hàng năm nó có giống như mấy cái giống như nó kêu là mấy cái đại hội đồ, nó gom lại để nó hội họp về cái hiệp hội súng trường. Thì bác biết sao không, năm nay á, tháng 6 này nè, vài bữa út quá, thứ 6 này là ngày mai nè, là nó tổ chức ở Houston. Ừ. Đó, nó tổ chức ở Houston. Mà bác biết á, nó xui có một cái á, là mấy bữa trước nó bắn trong cái trường đó. Rồi ngày hôm qua tụi nó đại diện, có thằng đại diện của hiệp hội súng trường nó lên nó nói chuyện luôn. Đúng nó rồi. Lên nó phát biểu á, giống như người ta làm căng quá, nó nói là lỗi đâu phải tại nó đâu. Lỗi là tại cái thằng kia nó bị mentally giống như nó bị mát khùng khùng, nó đi nó bắn thôi chứ đâu phải lỗi tại nó. Nó vậy, tuyên bố mát. Ngày mai nó vẫn mở đại hội giống như là đại hội võ lâm vậy đó, mà của tụi súng trường đó, ngày mai nó mở lớn lắm ở Houston nè. Đó, mà, ngày mai nó vẫn mở. Mày thấy rõ ràng không? Nó bất chắc, nó bất chắc. Để con coi nó ngày mai chắc. Mở rồi coi có ai làm gì hay là gì đó. Mà ở Houston nè, ở Houston nè là cái cộng đồng Việt Nam rất là mạnh. Cái cộng đồng Việt Nam mạnh. Rất là lớn mà đúng dân rồi. Chống cộng cũng rất là đông ở Houston này luôn. Thì giống như là bên Cali là đông nhất bên Houston. Bây giờ nếu bây giờ ngày mai những người nào những người nào mà chống phá Việt Nam mình thì tôi ủng hộ các anh đi. Bây giờ các anh làm sao các anh xuống đường dương cờ biểu tình để mà đòi lại quyền sống cho con em mình đó. Đúng rồi, cái điều đó mới là đang đó tôi rồi vậy. Rồi mấy ông mà đi lính Mỹ á, giống như Son Lê hay là mấy thằng mà ở đây mà đi lính Mỹ đó, gì đó, mình xuống đường đó. Mình cầm xuống đường bản hiệu xuống đường coi như là con bảo đảm luôn. Được. Nếu mà mấy người đó mà cái đám đó mà xuống đường kêu gọi bỏ súng hay là phải sao con ủng hộ liền. Tao ủng hộ luôn. Tao ở Việt Nam tao ủng hộ bay về Mỹ luôn. Ủng hộ liền. Tại ủng hộ liền. Cái đó là cái tốt. Mày phải nói mỗi câu viết bản hay giống như tụi nó ghi bản hệ đây là hồi xưa tao nói bây giờ mày phải ghi là tư bản Mỹ giết người rồi xong rồi hợp hộ súng đạn rồi trả lại quyền sống cho con người rồi xong như là quyền được sống của bản tuyên ngôn độc lập của đất nước Mỹ đã bị tra đạp để thấy vậy đó. Ủa còn nghe không? Ủa nghe mà bên đây Vipray nghe rất là rõ, bác cầm luôn. Vậy sao Nguyễn Bích Liên nó chưa mất Nguyễn tiếng? Nguyễn Bích Liên nó mất tiếng hả? Ủa ngộ vậy, chắc Nguyễn Bích Liên coi lại cái phone mình hay sao chứ đây nghe rõ lắm. Đó rồi. Thì đó mấy cái đó con nghĩ là phải xuống làm sao đi, nhưng mà bác biết sao không? Chắc không nổi. Ta biết rồi. Ta chỉ có giỏi thở bỏ về Việt Nam thôi, còn có đất nước đó kệ bà he nó muốn làm thì làm. Ôi trời ơi là trời, khổ vậy thôi mà. Mẹ nó mà còn nhiều thằng, nhiều thằng á còn hãnh diện hùng hổ lắm, được qua Mỹ được mua súng, được đeo súng. Eo mẹ nó làm tàn lắm. Bà nội nó đâu phải làm quá gì lụm mà được. Tớ tuyệt vời đi, nhiều cách nó buồn cười lắm. Đâu, ta không còn phải nói. Tao chỉ khéo tên kéo gọi tụi bay bây giờ, tụi bay mở diễn đàn, tụi bay phải lên án, tụi bay phải nói sao cho cái vụ giết người này là giết người hàng loạt rồi. Bởi vì người lớn tao không tính, nhưng mà những đứa trẻ hơi ngay mới có 7-8 tuổi thôi, cái điều đó mới là gây cho người ta có một sự bức xúc, mà không phải ở Việt Nam mình mà kể cả cộng đồng thế giới, kể cả các nước thế giới đều lên tiếng cả. Bác thấy không, bây giờ con nói thiệt chứ không những là ở đâu chứ mấy nước vòng vòng ở châu Âu đi, đồng minh với thằng Mỹ đi,
cũng 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 lên tiếng luôn rồi. Nó cũng lắc đầu, nó nói đéo mẹ nó, cái thằng Mỹ nó hùng hổ vậy chứ nó bắn nó giết chết nhau như rươi ở bên đó. Đúng rồi. Đâu mới vậy vậy mà lúc nào cũng dở giọng nhân quyền, ta không hiểu nhân quyền để đâu. Nhân quyền. Đó. Mà bác biết không, nó cứ cứ con nói cứ lóc cóc len can ha, bắn đầu này. Ô, ở Houston ngày hôm qua hôm kia cũng mới bắn nhau ba người chết nữa. Đó. Nó cũng kêu là cái nó cũng kêu là mass shooting luôn, là cũng là xả súng luôn, cứ ba người trở lên là đúng rồi. Xả súng đó, đúng bắn rồi. Chết ba người và... luôn rồi cái thằng bắn nó một có, súng ra tự dẫn chết nó, luôn. Nó có một điệp khúc buồn cười lắm. Ngày xưa mà cảnh sát Mỹ là bắn toàn dân đang chết thôi, lỡ có thưa kiện người ta thì nó mới nói là cảnh sát không có làm gì sai rồi xong. Mà bác thấy không, trước đó ở bên Buffalo, New York á, là cái thằng cũng 18 tuổi vô cái chợ nó quất từ lừa tét lét hết. Đó, dã man không? Tao nói thiệt với mày, những người ở đây không hiểu về đất nước Mỹ cho lắm. Cho nên ra đôi lúc là mình lên mình nói, nhưng mà nếu mình nói mà không có dẫn chứng á, thì họ lại nói mình nói xạo, tại mình không ưa hoặc là thù cá nhân này cái đậy đó. Nhưng mà nhân những cái sự kiện này là tao đào mà tao bới tao xới ra, tại vì không phải là cái chuyện này tao với mày biết mà hầu như tất cả mọi người đều biết. Bác Cầm biết sao không? Đợi thường thường á, cái đúng tụi rồi. Cái tụi NOA á, cái tụi mà hiệp hội súng trường á, tụi nó là rất là mạnh, nó kêu là powerful, mạnh lắm. Tụi đó là một cái tụi sản xuất cái tụi mà sản xuất chào anh Phạm Văn Sĩ, cái tụi mà sản xuất vũ khí của Mỹ cũng vậy nữa. Nó không đúng có rồi. Muốn nó không có muốn ai đụng chạm vô tụi nó hết á, để tụi nó tiếp đó tục ràng, làm ràng, sản xuất vũ đó khí ràng. Đó thì cái điều đó là mình biết từ lâu rồi. Dạ. Nó nhưng nó, mà mới đây ở bên Mỹ á, nó có cái từ là lobby, là lót đường đó. Mỗi một lần á mà có bầu cử tổng thống thì là nó, thằng đó nó mạnh nhìn nhất vô á, cái thằng đó là bỏ. À, nó nhìn vô đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ gì không cần biết, mà cứ ông nào mà cái phần trăm mà được thắng ngon lành á, ồ mà nó bỏ tiền vô. Nó bỏ tiền đúng vô lo bị nó ủng hộ, mà Mỹ nó có cái trò ủng hộ kiểu đó, đó là thì tao nói mày rồi đó, nó không nó có tham nhũng đâu. Ai nói tham nhũng là xưa rồi. Tham nhũng là xưa rồi. Mấy triệu đô la đó, nó chọi vô hàng chục triệu đô la để ủng hộ. Mỹ là mình có tham nhũng đâu, mấy tham nhũng thì có chỉ có Việt Nam nè, mấy thằng Campuchia và mấy thằng kia thôi. Mỹ không có làm, Mỹ không có tham nhũng, Việt Mỹ có ủng hộ thôi. Việt Ray chị nói về cho anh chị em hiểu nè.